Các giáo hội và tổ chức công giáo nỗ lực cứu trợ các nạn nhân động đất ở Maroc. Các giáo hội và tổ chức công giáo đang nỗ lực gửi đồ cứu trợ đến các nạn nhân của trận động đất ở Maroc, đồng thời phát động chiến dịch hỗ trợ để có thể tiếp tục thể hiện tình liên đới với các nạn nhân trong những ngày tiếp theo. Tính đến ngày 11 tháng 9, trận động đất 6,8 độ Richter ở thành phố Marrakech của Maroc hôm 8 tháng 9 đã làm cho 2.497 người thiệt mạng và 2.476 người bị thương. Đức Hồng Y Cristobal López Romero, Tổng Giám mục Rabat cho biết qua Caritas, giáo hội đã cố gắng chuyển lòng quảng đại của mọi người đến các nạn nhân đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nhất. Cha Oscar Arturo Garcia Padilla, Giám đốc Caritas Rabat, vừa tháp tùng Đức Hồng Y đến các khu vực bị ảnh hưởng nhất, đã nói về những nhu cầu cấp thiết nhất cho người dân hiện nay: thực phẩm, nước, chất đốt, máy phát điện. Nhưng điều làm cha lo lắng nhất là cái lạnh đang đến. Các ngôi làng bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở trên núi, vì thế nhu cầu có lều cho mọi người là rất cao. Trong khi đó, tình liên đới quốc tế dành cho các giáo hội địa phương đối với người dân bị ảnh hưởng đang tiếp tục được thể hiện, trước hết qua Caritas Maroc và Caritas Trung Đông và thành viên khác. Caritas quốc tế đang nỗ lực cung cấp cứu trợ và hỗ trợ trực tiếp cho những người bị ảnh hưởng. Tổ chức bác ái quốc tế này cũng đã gửi nhân viên đến để đánh giá mức độ thiệt hại và tiếp tục gửi đồ cứu trợ trong những ngày tới. Trong nhiều năm qua, Caritas Ý đã cộng tác với Caritas Maroc trong dự án hỗ trợ những người dễ bị tổn thương, đặc biệt những người di cư là trẻ vị thành niên không có người đi cùng. Trong trận động đất này, Caritas Ý đã phân bổ 300.000 euro để viện trợ ngay lập tức. Tổ chức bác ái này cũng đã nhanh chóng phối hợp với Caritas địa phương và chính quyền để có thông tin chính xác và cập nhật về tình hình mỗi ngày ở khu vực bị ảnh hưởng để mau chóng đưa ra các biện pháp cứu trợ. Caritas Tây Ban Nha đã phát động chiến dịch khẩn cấp Caritas với Maroc, mục tiêu kêu gọi tình liên đới của các nhà hảo tâm trước tình trạng khẩn cấp nhân đạo do trận động đất gây ra ở 4 thành phố của Maroc. Nhóm hợp tác quốc tế của Caritas Tây Ban Nha đã liên lạc với Caritas Rabat để hỗ trợ điều phối các hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Từ Hàn Quốc, Đức Tổng Giám mục Phaero Chung Sun Tae của Seoul đã gửi đến giáo phận Rabat lời chia buồn sâu sắc trước sự mất mát của hơn 2.000 sinh mạng và hàng ngàn ngôi nhà. Ngài viết, tôi gửi lời an ủi đến tất cả những ai đã mất người thân và nhà cửa. Tôi hy vọng những ai bị thương sẽ nhanh chóng được chữa lành. Đức Tổng Giám mục cho biết Ngài đã mời gọi người công giáo của Tổng giáo phận cầu nguyện cho các nạn nhân và đang lên kế hoạch cứu trợ cho các nạn nhân. Tới nay, các nhóm bác ái công giáo có trụ sở tại Tổng giáo phận đã tổ chức gây quỹ và qua Caritas quốc tế gửi đến Maroc.